Không có vô mà vô dắt hồi 1 giờ tới giờ cả nhà ơi. Vô hồi 1 giờ sáng tới giờ 2 giờ. Giờ 3 giờ rưỡi chiều rồi ghe tàu ra khơi tới lại để đánh bắt rồi. Để mình về cặp lộ ở thị trấn Dầm Láng này dài về tới thành phố Gò Công rồi. Huyện Gò Công Đông là cái nhà thấy không, bà con bán rất nhiều hải sản chất chiều. Chị này bán nè cả nhà. Hello chào cả nhà nha. Giờ chiều nay mình sẽ cập nhật ở thị trấn Dầm Láng cảng cá cho cả nhà một coi nha. Giờ chiều nay ghe tàu vô ít rồi cả nhà. Đi xuống đây ghe tàu vô ít. Vô tàu vô buổi sáng chứ không có vô buổi chiều. Ít ghe tàu. Mình lại giữa hải sản coi coi có nhiều. Quay cho cả nhà coi. Giờ chiều còn mấy ghe à. Ở đây vừa cô con lựa cả nhà. Ôi lên con guốc nó đẹp nè cả nhà. Ồ nó đẹp nè cả nhà. Quá là đẹp luôn hả? À, quá là đẹp luôn. Cái này ký nhiêu hả chị? Hả? Cái này ký khoảng giá nhiêu? Hả? 25 ngàn. Ồ, dạ. Ồ đẹp nè cả nhà. Ồ 25 ngàn quá là rẻ luôn. Rồi cá nè, cá mấy cô lần lựa nè cả nhà. Quá trời luôn. Ở đây là dựa nha cái nhà. Dựa là ta tàu lên bắt đầu chủ dựa ta sẽ thu mua lại hết nè cả nhà. Đó bên đó mặn khô lù đù quá cả nhà, khô lù đù cần đi lái hết. Đây mặn để khô này, khô lù đù ha ha chị, khô cá lù đù cả nhà. Cào giải hết luôn cả nhà. Mai đi. Bữa nay thằng đây nó xuống nó lấy đám dỗ ráo luôn mày. Bữa nay nó lấy thì mấy chục ký mực. Của lai là của xưa. Vô á cả nhà. Ghe của tàu đánh giờ vô. Mấy cô giờ vô.
cá lên. Quá đẹp luôn. Một gỗ luôn, quá đẹp luôn. Đem vô cân cho dữ. Đổ ra lựa hết. Quá là đẹp luôn. Nhà thôi. Lựa phân lậu ra hết. Con cá này là cá gì hả chị? Cá gì? Cá phèn. Đây là cá phèn ở biển mới được đem lên luôn nè cả nhà. Cá phèn ở biển mới đem lên luôn. Để không? Nó ở dưới biển hết. Quá trời. Quay lên đài nào nói ai cho chị bắt thì coi nha. Dạ em cuộc sống với tôi. Cuộc sống với tôi. Đây mấy đứa đứng sau lên đài cho coi nó. Dạ quay đây hoài vậy. Nhưng mà không có quay giữa này. Dạ có. Có quay giữa này suốt luôn mà. Này sao không thấy tao đâu. Có hết. Quay nè, tát tên vô, tát dạ. Tên vô là tát tên vô cho tao coi đây. Dạ. Ủa em đinh nha. Dạ. Chơi đi. Đi đây từ từ đi làm này. Câu làm tụi nó cũng có ăn cũng để ý chung. Cá phèn, cá lên tươi xanh luôn, dưới biển lên tươi xanh luôn cả nhà. Cả nhà tươi xanh cá lên. Tôm. Tôm vậy đây hơn nhiêu ký anh chị? Không biết ha. Không biết giá ha. Tối nay mình vô mấy giờ tối nay? Đậu quá đây. Chạy hết luôn hả? À, hồi trước vô mánh rồi, vô mánh rồi. Chào chào mánh. Mình bản là bằng khô lù đù á các nhà, khô cá lù đù. Đó bằng khô lù đù. Vào buổi chiều đây thì cảng Nhầm Láng ít cá về cả nhà, hơn về rất sáng không à. Cô lựa ra hết. Làm khô. Khô đủ. Buổi chiều ít cái tàu về. Chờ cái nhà mấy anh nó bắt đầu là ra khơi lại đó cả nhà. Đánh bắt để tối nay đem hải sản về cả nhà. Đó. Giờ là chiều bắt đầu là cát tàu, bắt đầu là ra khơi lại. Ra khơi để ra ngoài biển đánh bắt đầu tối nay đem hải sản về. Đi tàu đi sớm giờ đi rất nhiều cả nhà. Tại mình nay mình đi xuống dưới đây là tập con nước. Ồ lên đó lên quá là tôm luôn cả nhà. Quá là đẹp, tôm gỗ gỗ gỗ.
Cái này là khô đồ đồ gì mà làm khô hén con? Đây khô đồ đồ nè đấy nè, khô cá đồ đồ, khô cá đồ đồ này hơn ký nhiêu hén con? 80 ngàn. Cái nhà thấy tôm về một đống tôm, cái nhà thấy tôm phải hết hồn. Xuống nhầm láng giờ này ghe tàu về hết rồi, cả nhà không còn ra vô nữa nên vô giờ sáng để mà mình đi về mình cập nhật đường mình đi coi bà con buôn bán hải sản cho cả nhà chia sẻ cho cả nhà coi nha. Cập đường đi về dọc đường rồi mình chia sẻ hải sản ở thị trấn nhầm láng này cho cả nhà coi dài về tới thành phố Mỹ Tho. Nay xuống ghe tàu vô ban đêm chứ không có vô ban ngày. Giờ ghe tàu đang chuẩn bị đi ra đánh bắt để tối nay về. Giờ mình sẽ đi về dọc thị trấn Dầm Láng, giờ mình sẽ cập nhật hải sản dọc lộ cho cả nhà cùng coi nha. Ở nơi đây bà con bán hải sản rất nhiều. Nay xuống đây lỗ rồi. Ghe tàu nay không có vô mà vô dắt hồi 1 giờ tới giờ cả nhà ơi. Vô hồi 1 giờ sáng tới giờ 2 giờ, giờ 3 giờ rưỡi chiều rồi ghe tàu ra khơi tới lại để đánh bắt rồi. Để mình về cập lộ ở thị trấn Dầm Láng này dài về tới thành phố Gò Công rồi huyện Gò Công Tây, Mỹ Tho và cảng Mỹ Tho, mình sẽ cập nhật thêm tình hình cho cái nhà cùng coi nha, hải sản ở tỉnh Tiền Giang này. Ở trong đây thì cô đồ hải sản họ bán rất nhiều, nhắc chủ cô rồi đây là thị trấn Dầm Láng. Cổng này là cổng chào của thị trấn Dầm Láng. Giờ mình rời khỏi thị trấn Dầm Láng nữa nha. Mình sẽ quay về thành phố Gò Công. Mình sẽ quay về thành phố Gò Công rồi mình sẽ cập nhật dài trên tuyến đường về hải sản ở các nơi cho cả nhà, về tới cảng Mỹ Tho luôn. Và khu nghiệp Mỹ Tho luôn cho nhà cùng xem nha. Bây giờ bắt đầu giấc chiều rồi. Các nơi bắt đầu bán như hải sản đầu họ đánh bắt được rồi họ đi mua về bán, các chợ bán không hết đó, đem đe ra dài đường phố họ bán rất nhiều. Để mình đi ra tuyến đường tên đường về mình cập nhật cho cả nhà coi nha. Cái phi với cái ta. Đại hết luôn phi. Hết.
đây bà. Đây bà con bán cá quá à. Cá Phi vậy nhiêu ký hả con? Cá Phi như vậy là nhiêu ký? 20 ngàn. Hả? À, 20 ngàn ký. Cái ta con? 30. Cái này đồ ở trong đồng đem ra cái này. Ở trong những cái ao tôm. Thả con luôn á chị. Đây nè, mặc sẵn nè. Mèo luôn. Cua Phi 20 ngàn ký nha cả nhà. 20 ngàn ký. Đây cái ta 30. Cái nhà vừa chạy xuống tới gần chút xíu nữa tới cổng thị trấn Dầm Láng, có chị này bán ở đây, bán hàng ngày luôn. Chị bán suốt ở đây. Em cảm ơn chị nhiều. Thôi lúc đầu là mình già vậy. Nhà thôi thấy không, từ thị ta cái cổng thị trấn Dầm Láng, cái cổng thị trấn Dầm Láng ăn nặng đó nhà, có chút xíu mà chạy lại đây là các bà con rất nhiều, họ bán rất nhiều ở cặp đường phố nha cả nhà. Bán hải sản, các hải sản luôn. Ở đem biển ra. Bà con bán rất nhiều luôn. Hải sản. Ở cổng đó, cái nhà có thể nhìn thấy múc kia không? Đó là cổng thị trấn của Dầm Láng. Nơi đây bà con bán rất nhiều hải sản. Dạ. Dạ. Quay em quay hải sản của thị trấn Dầm Láng quê mình. Dạ. Dạ. Dạ em cuộc sống bơi tôi. Dạ. Quay lại hả? Dạ. Anh ở đâu? À, ở Mỹ Hoa chị. Dạ. Em biết nào mà chỉ nè mấy ơi. Bây giờ đâu có thời gian đâu mà chỉ, cái này dễ ẹt chứ gì. Quay dạ. Dạ. Anh nhiều lượt theo dõi chưa? Dạ ít. Tôm này đi mình bán về á giờ sao chị? Tôm sắc 100 ngàn, sắc chung 60. 100 ngàn khổng lồ luôn không? Quá là đẹp. Tôm bự không màu lắm, ghe mới lên á. Ghe mới lên. Ghe mới lên. Dạ. Ghe này ghe mới lên không? Nhà luôn, muốn đi ra quay vô ghe cho đi luôn. Dạ. Không? Cá ngát nữa kìa cả nhà. Cá ngát. Dạ. Chào ngày. Nhỏ như nhỏ. Dạ. Dạ. Nó sẽ có nhiều loại như vậy, về sẽ phân ra. Phân con này con nọ ra bán. Đây em quay cảng Dầm Láng Nghinh Ông ở đây suốt đó chị. Em quay cảng với cảng ở dưới đây là quay suốt luôn á. Hả? À. Cảng mới nó đâu cho quay phim chụp hình. Cảng đó cảng của nhà nước. Đây bà con bán rất nhiều nha, ghe cào mới lên. Cái nhà thôi đến đây là chắc chiều đi gặp mé. Nhà thấy. Dạ. Lương. Ồ, đúng rồi lượng. Rất nhiều cá lăn sống. Cá lăn sống này là ghe cào của ta nhỏ lẻ đem lên đó các nhà. Tôm 100 ngàn ký quá rẻ. Tôm bự thôi. Tôm sắc này thì 100 ngàn là sắc cồ, sắc ngọc cồ bự không nha. Dạ. Tình tình không, còn tôm này thì 60. Dạ. Đây là sắc chung. Dạ. Tựa ra hai loại 60. Dạ. Sắc chung. Đó là đem mình lựa ra cái. Thôi em cảm ơn chị nhiều. Bắt đầu mình sẽ di chuyển già về tinh tỉnh về thành phố Mỹ Tho luôn. Giờ mình tiến thẳng về lên tên khúc đoạn tên hải sản bán cặp khu chợ này rất nhiều cả nhà. Bà con ở vùng ven biển thì họ đánh bắt nhỏ lẻ, họ sẽ đem lên cặp mà lò họ bán rất nhiều. Sẽ tiến thẳng về tên đó.
tại vì mình không có gắn miếng cho cái nhà nên nói ơi rất nhỏ, thì gắn miếng vô chạy tiếng gió ấy, tiếng gió sẽ ù lắm chát này. Ở thị trấn Dầm Láng này thì buổi sáng thì có mưa nha cả nhà, mưa rất lớn. Ở đây là được cơn mưa thứ hai rồi, hai cơn mưa rồi. Đó mình đi từ thị trấn Dầm Láng từ nãy về đây cả nhà, là ở khu này là bà con ở đây bán hải sản rất nhiều nè cả nhà. Ở dọc ven đường Giác Chiều nha cả nhà. Mình tấp lại một chút nè. Đây là cũng tôm nữa là cả nhà. Con đi từ nãy giờ là gặp tôm này không? Ở đây là Hiện Phước. Dạ. Dầm Láng. Dạ. Ở đây là xã Hiện Phước. Dạ. Tụ má bắt nuôi cơm chứ làm gì? Cái này tôm này mình đang ký nhiều hả chị? Không. Dạ, 50 hả? À, rẻ hơn ở dưới nha cả nhà. Ở dưới bán tới 60. Ở cánh ở dưới đó chút xíu. Nha thì tấn Dầm Láng. Đây là có 50. Rẻ hơn được 10 ngàn. Cô lặt tôm lọt ra nè cả nhà. Đây bà đó là có bị đầu là dài đó cả nhà, thấy không? Đi cặp thị trấn Dầm Láng vừa đưa về đây là xã Kiển Phước nha cả nhà. Đây là xã Kiển Phước dài lên cấp lên của huyện Gò Công Đông, là cả nhà thấy không, bà con bán rất nhiều hải sản chất chiều. Chị này bán nè cả nhà hải sản, chị bán nè. Tôm này là giá sao hả chị? Tôm này nè giá nhiêu chị? 70. Hải sản tươi gói không nha cả nhà. Ở đây là khu vực này huyện Gò Công Đông rồi cả nhà. Mình chưa vô thành phố Gò Công. Ở đây là dài bọc con đường này là đường vô thị trấn Dầm Láng, là bà con bán chịu đây rất nhiều. Hải sản đánh bắt lên tàu đem lên nè. Tươi gói hết. Còn tôm này chị? Tôm này mấy chục luôn. Tôm này bự hơn nè cả nhà. Mấy chục tùy theo loại bự nhỏ. Dài và các hải sản đều hết. Đây cả nhà có đến đường vô xã Kiển Phước gặp chị này nè, mua hải sản rất rẻ. Chị bán giá hợp lý. Cả nhà thấy. Dài và con hết luôn. Đây là bán hải sản không luôn cả nhà, đồ biển không. Lọt về khu ở trong đây là hải sản rất nhiều nha cả nhà. Nó bán dài bển luôn. Bán cặp hai bên đường. Để mình đi trên đường về mình sẽ cập nhật nhiều nơi cho cả nhà cùng coi nha. Con đường đó là quẹo phải cả nhà, là vô thị trấn của Dầm Láng cả nhà. Bây giờ mình về con đường này đó là vô thị trấn Dầm Láng cả nhà. Bây giờ bắt đầu là mình đang trên đường về là thị xã Tân Tây của huyện Gò Công Đông nha cả nhà. Cách xã Tân Tây đó là khoảng vô thị trấn Dầm Láng là 7 km mà cả nhà thấy không. Cặp gian lộ là bà con bán hải sản rất nhiều ở đường xuống thị trấn Dầm Láng này. Cái nhà thấy không, bán hải sản rất nhiều, giá cả thì đâu cũng vậy, bán những cái mặt hàng tôm cá vậy thôi. Cái nhà để mình cập nhật cho vậy cho cái nhà cùng xem vậy thôi. Bán hải sản rất nhiều nha cái nhà. Bắt đầu là mình sẽ tiến thẳng về thành phố Gò Công, rồi mình sẽ vô huyện Gò Công Tây và thành phố Mỹ Tho và cảng Mỹ Tho thôi. Cái nhà đừng gọi màn hình nha, bắt đầu mình sẽ di chuyển về tên đó. Ở đây là mình lọt vô địa phận của Tân Đông rồi nha cái nhà. Tân Đông huyện Gò Công Đông của huyện Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang.
xã Tân Đông. Ở đây khu vực này là hồi sáng mưa lớn lắm nè, hồi sáng mình có uống cà phê ở chỗ này mưa rất lớn. Được cơn mưa thứ hai rồi. Đây mình đang trên đường này để đi về là thị xã thành phố Gò Công. Các gian đường cả nhà có thể thấy không, bà con có buôn bán là rất nhiều, bán đồ nhà thấy không, bán nhiều mặt hàng lắm. Bây giờ là cũng 4 giờ rồi nha cả nhà. Nếu mình về kịp thành phố Mỹ Tho, cảng Mỹ Tho. Tại vừa đi vừa ghi hình thì nên đi rất chậm. Xe lắm chứ, xe chạy ẩu, xe tải chạy ẩu. Ở đây là bà con ngoài làm ruộng ra họ còn trồng dưa hấu. Khu này họ trồng dưa hấu dữ lắm. Ruộng nhiều với dưa hấu. Thôi để mình tắt máy quay cái đi rồi mình sẽ quýnh một phát. Đây là thành phố Gò Công nha các nhà. Lọt vô thành phố Gò Công. Đường vô chợ Gò Công nè cả nhà, đường cái đường vô chợ thành phố Gò Công. Huyện Gò Công Tây. Ở đây
là mình đang đi trên quốc lộ 50 nha cả nhà. Đây là quốc lộ 50 mới, 50 cũ phía bên kia. Giờ đa số là các xe đều đi trên quốc lộ 50 mới rồi. Bên đám cưới, bên đám ma, hết hồn. Bên này đám cưới, bên đám ma cả nhà. Rung luôn. Huyện Chợ Gạo rồi nha cả nhà. Huyện Chợ Gạo kính chào quý khách. Đây là mình bước vô huyện Chợ Gạo. Huyện của Gạo, huyện Chợ Gạo của Tiền Giang. Về tới sông Chợ Gạo nha cả nhà ơi. Đây là cầu quay nha. Khu vực này là cầu quay nè cả nhà. Thôi sẵn đi chia sẻ cho cả nhà coi luôn. Đó. Huyện Chợ Gạo cầu quay á cả nhà. Đó, cầu quay huyện Chợ Gạo nha cả nhà. Để mình zoom lại cho cả nhà coi. Đó. Tất cả các ghe tàu là muốn về Sài Gòn là phải qua con sông Chợ Gạo này hết. Phải qua cầu quay đường này mới về Sài Gòn được. Tất cả các ghe tàu là muốn đi qua đây về Sài Gòn là phải qua nơi đây hết. Sẵn dịp đi thôi chia sẻ cho cả nhà xem luôn. Đó là đường đó là chạy thẳng xuống dưới thì Gò Công Đông á cả nhà. Quốc lộ 50 mới. Ra cầu này cầu quay nè, cầu quay mới nè cả nhà. Đi ghe tàu này là phải về trên Sài Gòn á. Tất cả ghe tàu miền Tây muốn về Sài Gòn là phải đi qua sông Chợ Gạo này hết. Các ghe tàu chạy liên tục hết luôn. Sẵn dịp rồi chia sẻ cho cả nhà coi luôn. Lỡ rồi nay đi cảng Nhầm Láng không có cá nhiều, chia sẻ cái này cho cả nhà cùng coi luôn cho đỡ buồn.
Thì đây là khu, ở đây là khu công nghiệp của Mỹ Tho nha cả nhà. Khu vực này bán dài cặp qua ở đây cả nhà, đó là ngang cầu Bạch Miễu cả nhà. Ở đây là bà con bán hải sản rất nhiều, bán tôm cá rất nhiều nha cả nhà. Ở cảng Mỹ Tho này thì mình chia sẻ chút cho cả nhà xem thôi. Ở đây cả nhà thấy không, cá bán rất nhiều hải sản. Nhà bán dài qua mấy bên kia luôn. Đó là cầu Gạch Miễu nha cả nhà. Bắt đầu là dài từ khu công nghiệp của Mỹ Tho này, dài về Kim Sơn luôn đó nè. Dài ở đó là Kim Sơn luôn. Bà con bán cặp hai bên lộ rất là nhiều. Ở đây là bán đồ tôm vườn đem ra, hải sản và các chỗ luôn đó nha. Cái nhà có thể nhìn thấy không, dài vô tôm chợ của ấy bán rất là nhiều hải sản. Ở nhà kìa thấy không, hải sản rất nhiều. Thôi bây giờ mình cứ chia sẻ chút cho cả nhà coi thôi, chứ mình chạy dài giờ tản mình chia sẻ tiếp với nhà coi nha. Dài giờ tản luôn, rất là nhiều nha cả nhà. Ở đây cũng sớm cũng mới mưa. Mưa rồi cả nhà thấy không. Để mình chạy một chút mình chia sẻ cái đoạn đường này cho cả nhà cùng coi thôi, chứ lát này mình xin kết thúc clip nha cả nhà. Chút nữa mình sẽ kết thúc clip tại đây. Tại đợt này đi xuống Dầm Láng thất bại. Hai bên đây là bán mỗi khi bán rất là đông nha cả nhà. Bán đây là nội khu công nghiệp này bán dữ lắm, đông hai bên đời đường luôn. Bây giờ mình về tới đây 6 giờ 6 mấy rồi. Đèn lên rồi. Cả nhà thấy không? Vẫn còn bán rất nhiều nè. Nhà hai bên bà con bán rất nhiều. Mình về đây sớm chút xíu nữa mình sẽ đi hỏi giá vòng vòng đây được cho cả nhà xem. Giờ tối rồi. Ở đây chắc sáng bán đồ ăn sáng dữ lắm luôn. Dạ. Hai bên bán bây giờ cũng còn đông. Mà giờ tối rồi, vô hỏi giá gì tối rồi. Dạ. Bán cặp bên lộ. Các xí nghiệp ra tan ra cả nhà. Giờ 6 giờ rồi, nên ít người rồi. Bao tử cá. Đây là sông Thuận, xã Sông Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Vẫn còn ngồi bán, bán hết đồ mới về.
phép chào cả nhà nha, hẹn cả nhà ở clip sau. Mình kết thúc tại đây nha cả nhà.